Vào ngày 5 tháng 6 tới, nhạc sĩ Lam Phương sẽ lần cuối cùng bay qua Úc để gặp khán giả ái mộ trong đêm nhạc Những Chuyện Tình Lam Phương diễn ra vào ngày 8 tại Sydney và ngày 10 tháng 6 tại Melbourne. Theo lời người nhạc sĩ tài hoa này, chuyến đi còn có MC Nguyễn Ngọc Ngạn, các ca sĩ Hương Lan, Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Đan Nguyên, diễn viên Trí Tài và diễn viên Thúy Nga. Nhạc sĩ Lam Phương cho biết đây là lần cuối cùng ông đi show xa. Ban tổ chức đêm nhạc này cũng tổ chức một số đêm nhạc tương tự ở châu Âu. Ông nói bay xa như vậy rất mệt, nhưng vì người ta yêu quý tổ chức đêm nhạc cho ông thì ông phải ráng có mặt. Ông cũng muốn bay qua châu Âu để gặp khán giả bên đó nhưng sức khỏe không cho phép. Sau gần 20 năm bị liệt nửa người, cuộc đời chỉ gắn với chiếc xe lăn, cũng không còn sáng tác. Nhưng nhạc sĩ Lam Phương vẫn được người yêu nhạc khắp nơi trên thế giới yêu mến. Những đêm nhạc tình Lam Phương vẫn được nhiều trung tâm, bầu show tổ chức khắp nơi, từ nhiều tiểu bang ở Mỹ, Canada cho đến Úc Châu, Âu Châu. Sinh nhật lần thứ 80 của ông hồi cuối tháng 3 vừa qua cũng được bốn giới bầu show tổ chức 4 đêm nhạc ở Little Sài Gòn. Hiện tại, nhạc sĩ Lam Phương sống cùng vợ chồng người em gái và các cháu ở Orange County, miền Nam California.